Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ Minh Châu mời quý vị cùng vào bếp của chương trình và gặp gỡ với cô Diệu Thảo để cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay cô Thảo sẽ đem đến cho chúng ta món ăn ngon gì. À, ở đây Minh Châu thấy có một con cá rất là ngon, cá chẽm phải không cô Thảo? Chính xác luôn. Minh Châu thật là giỏi, nhìn là biết con cá chẽm, chứng tỏ là cũng có đi chợ thường xuyên. Mà cô Thảo ơi, Minh Châu rất là thích ăn thịt của con cá này bởi vì rất là nhiều nạc nè, rất là đúng ngon. Rồi. Thịt cá chẽm được rất là nhiều người ưa thích là vì thịt cá chẽm thì rất là chắc, thơm, nhiều nạc, ít xương. Và đây là một loại cá mà cũng khá phổ biến ở miền Nam, còn miền Bắc thì người ta còn gọi cá này là cá sông không có dấu mủ. À, cá sông không có dấu mủ vậy. Và đây cũng là loại cá khá đắt tiền đó nha. Như vậy trong chương trình này, Diệu Thảo và Minh Châu sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món cá chân tương. Để thực hiện món cá chân tương thì chúng ta sẽ chuẩn bị một con cá chẽm có trọng lượng khoảng 500g, một trái cà chua, nửa củ hành tây, 3 tay nấm đông cô, 3 tay nấm mèo, một lọ muống tàu, ớt băm, tỏi băm, bơ đậu phộng, các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và sốt tương Lisa. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn quan trọng là vì chúng ta sẽ phải ướp cá, cá có thấm gia vị thì món ăn mới ngon được. Đầu tiên là chúng ta sẽ ướp vào khoảng một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nha, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm 2 muỗng cà phê sốt tương Lisa. Đánh đều nó lên, xong rồi sau đó cái này cô nhờ Minh Châu nha, chịu khó lăn vào bếp một chút xíu thì mới có đồ ăn ngon được đó nha. Dạ, chị đó không ngại đâu cô. Bây giờ em sẽ sát đều cái phần gia vị này lên trên con cá. Vô trong mình cá luôn. Đúng rồi, cả phía bên ngoài, cả phía bên trong bụng cá, và chịu khó là dùng tay chúng ta xoa thật là đều thì gia vị mới là mau ngấm. Dạ. Rồi, trở qua mặt bên kia tiếp tục xoa đều nó. Sau khi chúng ta đã ướp gia vị vào trong cá rồi, chúng ta chờ cho cá thấm gia vị nha. Rồi sau đó chúng ta chuẩn bị sang đến cái nguyên liệu là gồm có nấm mèo nè. Nấm mèo chúng ta cắt miếng lớn một chút, nấm đông cô thì chúng ta cắt đôi. Còn đối với hành tây thì chúng ta cắt muối. Còn cà chua thì chúng ta cũng sẽ cắt muối luôn. Đây là những nguyên liệu mà chúng ta sẽ hấp chung với lại món cá chân tương. Bây giờ các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, cô sẽ chuẩn bị sang tiếp phần sốt tương, tức là phần mà chúng ta sẽ ăn kèm chung với lại món cá chân tương này. Phần sốt tương ở đây á, thì chúng ta sẽ cho vào thứ nhất là 2 muỗng canh bơ đậu phộng, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm. Chúng ta sẽ cho vào 4 muỗng canh sốt tương Lisa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm vào khoảng 1 chén nước. Khuấy đều lên. Rồi bây giờ Minh Châu có thể bật bếp lên được rồi. Cô ơi, ngoài sốt tương Lisa thì mình có thể dùng một loại sốt khác được không cô? Minh Châu chú ý là sốt tương là được làm từ đậu nành. Tất nhiên là món cá chân tương thì chúng ta dùng sốt tương là phù hợp rồi. Nhưng mà khi chọn lựa thì chúng ta phải chọn lựa những cái loại sốt tương lên men từ đậu nành thật sự và lên men tự nhiên thì sẽ tốt cho sức khỏe. Và đồng thời nếu mà chúng ta sử dụng sốt tương Lisa thì nó sẽ đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Ngoài những ưu điểm mà lúc nãy cô vừa mới nói đến thì sốt tương Lisa nó còn có một cái đặc điểm, đó là khi chúng ta cho vào cá hấp khác với những loại sốt tương khác thì là nó sẽ không làm cho món cá bị chua. Và bây giờ thì sốt tương đã xong rồi, chúng ta sẽ đặt một cái xửng lên bếp để chuẩn bị hấp cá. Để chuẩn bị xếp cá vào thì nó gồm có tất cả những nguyên liệu là có bún tàu nè, nấm mèo nè, chúng ta cho vào trước. Sau đó chúng ta sẽ cho cá vào. Và muốn cho hình dạng con cá được đẹp á thì Minh Châu sẽ xẻ dọc theo cái phần bụng cá này. Dạ. Chúng ta cắt dọc và chúng ta sẽ dựng con cá lên. À. Sau đó chúng ta lại tiếp tục cho cà chua ở xung quanh, hành tây ở xung quanh và cuối cùng là nấm đông cô. Tất cả những nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị này chúng ta cho hết vào trong cá. Bây giờ để rưới gia vị vào nè, cô sử dụng khoảng 2 muỗng canh nước nha, cô pha chung với lại cái phần sốt tương này. Và cuối cùng là khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Thì như vậy cá sẽ không bị khô mà sẽ thấm đều gia vị. Rồi, cô sẽ rưới đều lên. Nhưng mà cái phần sốt này á, Minh Châu biết không, khi chúng ta làm xong để cho nó nguội hồi nãy giờ rồi thì Minh Châu sẽ cho tiếp tục thêm vào khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng cà phê ớt băm nữa. Để em quấy đều lên cô ha. Rồi. Như vậy là cô đã đặt một cái xửng hấp lên rồi. Minh Châu thấy không, mình phải chọn một cái xửng hấp lớn như vậy nó mới đủ hơi thì cá hấp mới nhanh chín. Dạ. Rồi bây giờ Minh Châu mở nắp ra và cô sẽ bỏ phần cá này vào nha. Dạ.
Minh Châu ơi, bây giờ đã đủ 20 phút rồi, cá chỉ cần hấp khoảng 20 phút thì sẽ chín ngay, vì chúng ta hấp lâu quá cá sẽ dai và khô không ngon nữa. Cô ơi, em hồi hộp quá cô ơi. Bây giờ mình cùng mở cá ra và để mình lấy ra trang trí nha. 1, 2, 3. Wow, thơm quá. Rồi, cô sẽ lấy phần cá này ra ngay. Cẩn thận cô ơi, nóng á. Rồi, gắt một ít hành lá và một ít ớt cũng tỉa xoăn. Cô sẽ để cho Minh Châu thử một ít cá chẽm này nha. Và cũng cho một ít sốt tương này vào. Cá rất là thấm gia vị, lúc nãy mình ướp rất là lâu nên rất là thấm. Vị của sốt tương rất là lạ cô à, đã đem lại cho cái món này em cảm thấy là rất là vừa ăn, rất là đậm đà nữa. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, tiếp tục gắn bó với chúng tôi qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Minh Châu và cô Diệu Thảo phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.